Xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái file Excel mà mình có. Thì cái file này á thì mình sẽ khuyến mãi cho các bạn khi mà đăng ký khóa học thứ ba của mình sắp chuẩn bị ra, đó là khóa học vẽ shop probing với Kataro ha. Thì bạn nào mà đăng ký khóa học số 3 của mình á thì mình sẽ khuyến mãi hoàn toàn miễn phí cho các bạn ấy cái file Excel này. Nói chung là file Excel này cũng đơn giản thôi, có quá gì đâu. Hai file các bạn. File thứ nhất nó tên là file Beta 1 ha. Beta 1 thì hôm nay là chọn kích thước vách cứng đó, thì nó dựa vào chiều cao tầng nè. Nhập chiều cao tầng vô thì chúng ta sẽ chọn thước vách cứng là H/25 hay H/12 gì đó khi mà không chịu lực, H/20, H/15 khi chịu lực, thấy không? Đây là file Excel. Rồi qua tới chọn thước dầm thì họ thiếu dầm chính nè, dầm một nhịp nè, dầm hai nhịp, từ hai nhịp trở lên là dầm chính, dầm phụ, dầm trực giao, đà kiềng. Đó là chọn kích thước của đà, dầm đà, không? Qua tới chọn kích thước của sàn, nó nhập thông số này vô thì chúng ta sẽ chọn kích thước của sàn. Còn cái này mà xài như thế nào á thì ở đây là các bạn, trong cái trong cái danh sách phát và kết cấu á, thì các bạn vào xem cái danh sách phát kết cấu nha, thì các bạn sẽ biết là nó sẽ được chọn như thế nào. Đây hàm lượng hợp lý và chọn sổ thước dầm, đúng không? Rồi chọn cho cột nè, chọn sàn nè, móng cho vịt nè, thấy không? Trong những cái này nè thì mình có hướng dẫn cái này ha. Rồi xong, qua tới file Excel kế tiếp. Thì cái đầu tiên á là chúng ta sẽ tính dàn giáo, thấy không? Đây, tính dàn giáo. Còn cái tính dàn giáo như thế nào thì chúng ta sẽ tính dàn giáo thế nào thì chúng ta sẽ xem cái danh sách phát của hình như là cái này thì phải. Rồi, nhiều quá mình cũng không nhớ nổi luôn. Cái này đúng không ta? Đó, cái clip của mình là hướng dẫn tính dàn giáo luôn các bạn, thấy không? Hướng dẫn tính dàn giáo tính là cái file này đây. Đó, các bạn muốn hiểu tại sao là vô file này coi nha. Rồi tới kê góc vuông và kê góc không vuông. Ha. Kê góc vuông và kê góc không vuông xử lý làm sao? Thì cái đó là trong danh sách phát của chép bốn nhà. Đây. Giác móng nhà, cây góc vuông nè, góc không vuông nè. Rồi hướng dẫn sử dụng với file Excel nè ha, đó là những cái file này ha. Cây góc vuông, góc không vuông. Rồi tới cái tính mô đun đàn hồi. Tính mô đun đàn hồi như thế nào á thì các bạn vào xem tính clip đo e nha. Đây clip đo e ha. Clip đo e của mình thì mình làm cách lâu rồi các bạn, xuất bản năm ngoái rồi, ngày 29 tháng 10 nè, xuất bản ngày 29 tháng 10 năm 2017 nè. Đó, thì đo thế nào thì các bạn sử dụng cái file này, bạn nhập vô nha. Đó, tính khối lượng thép đai thì cái này là mình để dự đoán cái sự sai sót khi mà các bạn vẽ shop probing với dầm thì nó như thế nào, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể trong cái khóa học tiếp theo sắp có rồi, học thứ ba, đó là vẽ shop probing với dầm, vẽ shop probing với Kataro chứ. Rồi dự đoán khối lượng thép thì cái này cũng là trong khóa 3 luôn nhé, vẽ shop probing luôn. Tính cúp pha dầm,
tính cấp pha sàn đây. Cái file tính cấp pha sàn của mình á, đây này các bạn, đó cái file tính cấp pha sàn của mình nè, clip tính cấp pha sàn nè, còn thấy không đó, thì nó sẽ giải thích cho những cái này đó, thấy chưa, nó giải thích cho cái này rồi. Xong cái đó là file Excel mà mình sẽ chia sẻ miễn phí các bạn khi mà các bạn đăng ký khóa học số 3 của mình. Thì chắc khoảng nửa tháng nữa thôi thì khóa học này sẽ ra đời, tại vì mình phải chuẩn bị các bạn, phải render à, thấy không, render bằng Sony Vegas này các bạn, chứ không phải là dễ đâu đó. Mình phải render, mình phải biên tập nữa, mình mất là nhiều thời gian. Rồi xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong khóa học số 3 nhé, sẽ là vẽ Super Wing với Kataro.